Đó, bây giờ mình tắm lúc đi các bạn. Rồi ra sân tắm con. Bây giờ tắm với tụi nó nè. Rồi sau máng ở đây, cái chân máng bên kia rồi. Tém vò cha té hả? Rồi mày lúc kia vô. Bước vô. Tấn bự mà nghe đồn mà chuyên gia nhảy dũng đồ. Đó giờ vậy các bạn biết không, mỗi lần tắm là sợ, bởi vì mình ràng cái dây lại vô lưng chắc cú. Bự sự, tướng bự sự với thua mấy đứa nhỏ nữa, nhỏ nó lặn hộp trong đây luôn nè. Các bạn nhớ lúc kia hồi đó không? Mình xin về cái chút ép chút xíu, nó khóc quá trời, chị nhốt không có nuôi. Vô xà bông thơm. Trông thơm là lúc kia thơm phức luôn á. Không bị giãn đâu á. Đứng em coi. Cứ bự sự gì mà sợ nước là không hiểu luôn. Rửa mặt cho người ta khán giả coi coi. Rửa mặt đâu mà trốn gì đâu không à. kiếm đường chạy các bạn, đi vòng vòng. Đâu á? À, có con dây, không có con dây chạy mất tiêu rồi các bạn. Nếu mà phái lội sình có người tắm thì thơm thì không chịu, thấy đâu cái là lội sình
Rồi, cái điện thoại luôn. Quậy cho cố vô. Nó đâu phá vậy, phải nịnh vậy mà không cho người ta làm. Thôi là có cọng dây vậy. Thì đứng ở đây cha lao mình. Rồi, con lật. Rồi, xong rồi thả đi nè. Rồi đi. Không phức. Rồi đi chơi. Bây giờ quay mấy đứa này không có quay vòng vòng. Đã không? Thơm không? Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Thì trời nắng bây giờ mình tắm cho thằng cuốn. Thì bây giờ mình quản mình ở nhà nên mình tắm cho bọn trẻ cho nó mát mẻ thường xuyên. Với mình làm cây cối rồi nè. Đó, công việc mình hàng ngày là việc chỉ làm cây cối kiếm tiền rồi xong cái làm mướn vòng vòng rồi xong buổi chiều thì mình hay quay phim là vậy đó. Rồi đứa nào tha cái ca của con nhỏ ra đây luôn. Thôi xin chào.
À, chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào. Thì các bạn xem nhớ chia sẻ video cho nhiều người xem với các bạn nhớ mới tắm rồi cái lông trắng muốt mà nhớ đăng ký tham gia hội viên để cho cái kênh này phát triển nha các bạn. Xin chào các bạn.